ơn quý vị quay trở lại với phần cuối cùng của chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần được phát sóng trên kênh HTV9. Kính thưa quý vị, liên quan đến việc chuẩn bị thi công đoạn ngầm tại nhà hát thành phố của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chúng tôi có cuộc trao đổi ngắn với ông Hoàng Như Cương, là Phó trưởng ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là MAUR, kiêm giám đốc ban quản lý dự án 1, xung quanh kế hoạch thi công các nhà ga ngầm tại khu vực trung tâm thành phố hiện nay, cũng như là việc vận hành tuyến metro đầu tiên của thành phố Bến Thành Suối Tiên trong tương lai. Ngày 21 tháng 7, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng gói thầu 1B của tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên với liên danh nhà thầu Shimizu Maeda. Gói thầu này gồm thi công đoạn ngầm từ nhà hát thành phố đến Ba Son với 2 ga ngầm, tổng trị giá gói thầu là 23,17 tỷ yên Nhật. Dự kiến gói thầu sẽ được tiến hành thi công phần ga nhà hát thành phố trước. Đó cũng là lý do các đơn vị thi công đã tiến hành chặt và di dời cây xanh tại công viên trước nhà hát thành phố, đồng thời rào chắn công trường cho việc xây dựng. Cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố rào chắn một đoạn đường ngay giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 30 tháng 4 năm 2015 để thực hiện dự án. Trước đó vào tháng 8 năm 2012, gói thầu số 2 phần đi trên cao dài hơn 17 km của tuyến cũng đã được khởi công và đang được tiếp tục triển khai. Năm 2013, gói thầu số 3 mua sắm thiết bị cơ điện đầu máy toa xe cũng đã được ký kết. Tuyến số 1 được coi là tuyến metro đầu tiên tại thành phố trong hệ thống gồm 7 tuyến. Đây cũng được coi là tuyến metro đầu tiên được khởi công trên cả nước. Dự kiến tổng vốn đầu tư hơn 47.300 tỷ đồng, thực hiện từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản và vốn ngân sách thành phố. Chiều dài toàn tuyến là 19,7 km, xuất phát từ chợ Bến Thành đến Suối Tiên, quận 9. Khối lượng hành khách vận chuyển ban đầu là khoảng 186.000 lượt khách một ngày. Thưa ông, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị đã ký hợp đồng với lại đối tác Nhật Bản về việc triển khai gói thầu 1B. Đây là gói thầu đầu tiên trong đoạn thi công nhà ga ngầm. Thì giai đoạn chuẩn bị cho gói thầu này như thế nào rồi? Phần thi công đối với lại ga nhà hát thành phố thuộc gói thầu 1B của tuyến metro Bến Thành Suối Tiên, tức là cái đoạn mà từ ga nhà hát thành phố tới ga Ba Son. Thì chúng tôi sẽ cố gắng là yêu cầu nhà thầu triển khai xong, xây dựng xong cái phần ga nhà hát thành phố tại giao lộ Lê Lợi và Nguyễn Huệ kịp cái thời điểm 30 tháng 4 năm 2015. Đoạn ngầm của tuyến metro số 1 vẫn còn một gói thầu quan trọng nữa là gói thầu 1A thi công nhà ga ngầm và trung tâm. Như vậy thì đến thời điểm này gói thầu này đã có những cái bước chuyển biến như thế nào rồi thưa ông? Nói chung là một cái gói thầu xây dựng đoạn ngầm thì nó có cái thời gian thi công độ khoảng chừng hơn 50 tháng. Thì hiện nay là chúng tôi có còn lại cái gói thầu gọi là gói thầu 1A, tức là bao gồm ga nhà hát ga Bến Thành và cái đoạn hầm nối với lại ga nhà hát thành phố. Thì hiện nay là chúng tôi đã hoàn thành xong cái phần thiết kế kỹ thuật và theo quy định của nghị định 15 mới về quản lý chất lượng thì chúng tôi phải thực hiện thẩm tra. Thì do là có một cái quy định mới cho nên là chúng tôi hiện nay là đang nhờ bên phía nhà tài trợ là tuyển một cái tư vấn thẩm tra để thẩm tra thiết kế, sau đó thì sẽ phê duyệt. Thì dự kiến là trong năm 2015 sẽ tổ chức cái công tác đấu thầu và chúng tôi cố gắng là phấn đấu là giữ cái tiến độ hoàn thành được cái ga nhà hát trung tâm Bến Thành vào năm 2019 để đưa toàn tuyến vào hoạt động vào năm 2020. Thưa ông, phần thi công đoạn ngầm của tuyến metro được coi là phần khó nhất và đặc biệt là metro cũng là lần đầu tiên được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Việt Nam. Đối với phần này thì ông lo ngại điều gì nhất ạ? Cái việc mà thi công nhà ga ngầm và cái hầm ngầm metro tại trung tâm thành phố là việc hết sức là khó khăn. Vì chúng ta biết là tại khu vực trung tâm thành phố là có cái địa chất rất là yếu. Thì những cái năm về trước đã có những cái trường hợp mà đã bị lún sụt. Cho nên là chúng tôi nhận được chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố là phải chú trọng đến công tác an toàn. Thì chúng tôi đã có yêu cầu với nhà thầu là khi thi công cái nhà ga và thi công cái đoạn hầm metro là phải có cái lắp đặt các thiết bị về quan trắc về lún. Thì trong trường hợp quan trắc về cái sự chuyển vị của các tòa nhà mà dọc theo cái tuyến metro, trong trường hợp mà cái chỉ số về cái chuyển vị của các tòa nhà nó vượt cái chỉ số giới hạn cho phép thì chúng tôi ngay cả bắt đầu có cái nguy cơ đấy thì nhà thầu sẽ phải ngưng lại để tìm các biện pháp an toàn nhất để mà thi công.
và đồng thời là chúng tôi cũng có yêu cầu nhà thầu là sử dụng cái phương pháp mà đào nhà ga là theo hình thức là top down, tức là chúng ta sẽ, nhà thầu sẽ đào từ trên xuống dưới dùng cọc chống, rồi sau đó thì mới thi công hoàn chỉnh nhà ga. Thì như vậy nó hạn chế được cái việc mà lún sụt của các tòa nhà chung quanh. Thưa ông, thì tuyến Metro số 1 đã khởi công cái gói thầu đầu tiên vào năm 2012 và đã vấp phải những cái khó khăn nhất định về mặt tiến độ và giao mặt bằng. Như vậy rồi, đối với gói thầu lần này chúng ta có thể rút kinh nghiệm được gì sau cái vụ việc cũng như là những cái cam kết đối với lại nhà thầu để chúng ta không phải nộp phạt khi mà bàn giao mặt bằng trễ ạ? Đối với cái gói thầu ngầm thì cái việc giải phóng mặt bằng là đã hoàn thành. Về đối với phần nhà dân thì ở trên khu vực cái đường Ngô Văn Năm thì chúng tôi cùng với Ủy ban dân quận Nhất đã hoàn thành cái công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Hiện nay là chỉ còn cái khu vực của Ba Son, thì bên Tổng cục Công nghiệp của Bộ Quốc phòng cũng có đồng ý là với thành phố là sẽ bàn giao cái mặt bằng của khu vực Ba Son trong tháng 7 hoặc tháng 8. Thì chúng tôi cũng mong là sẽ hoàn thành được cái công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao được cho nhà thầu trong cái thời gian ngắn nhất. Và tôi nghĩ rằng là cái phần mà thi công ngầm với cái điều kiện mặt bằng như vậy là thuận lợi cho nhà thầu. Thưa ông, như ông vừa đề cập thì dự kiến khoảng năm 2019 tuyến Metro số 1 mới hoàn tất, như vậy thì chậm khoảng 1 năm so với kế hoạch ban đầu. Vì sao vậy thưa ông? Theo cái dự kiến ban đầu thì chúng tôi dự kiến là sẽ vận hành vào năm 2019. Tuy nhiên là do cái có một sự chậm trễ trong cái việc mà bàn giao mặt bằng đối với lại cái gói thầu số 2, giống như là cái quy định mới về quản lý chất lượng của nhà nước, cho nên là chúng tôi phải có thêm thời gian để thực hiện một số cái công tác thẩm tra, thẩm định. Chúng tôi cố gắng là xong cái phần xây dựng vào trong năm 2018 hoặc đầu năm 2019. Mà sau đó thì có một cái khoảng thời gian là vận hành thử, tức là chạy không tải rồi không khách để đưa toàn tuyến vào hoạt động vào năm 2020. Vâng, xin cảm ơn ông. Đến đây thì chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này cũng xin được khép lại. Phi Yến xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.